lẫn nhau à, và cũng như là chúng ta được có cơ hội để à, được trao dồi về cái lĩnh vực hòa phượng đặc biệt là theo như lời của anh Khải cầu nguyện hà nãy đó là xin chúng ta Chúa cho chúng ta có thêm ơn của Chúa có thêm cái sự sức dầu của Chúa cũng như là có thêm cái kỹ năng và có cái sự sinh động hơn ở trong cái sự thờ phượng. Trên đó là một đích và lý do mà tôi được có cơ hội để góp phần với quyền bàn chị em. Thật ra ở trong hội thánh Chúa đó quý vị, thì có rất là nhiều người có thể hoạt động ở trong lĩnh vực âm nhạc nhưng để đào sâu vào trong cái lĩnh vực thờ phượng đó thì nó đòi hỏi chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta trải nghiệm cái âm nhạc của sự thờ phượng và chúng ta được trao dồi về lời Chúa qua âm nhạc thờ phượng của quý vị chứ nó không phải chỉ là ở kỹ năng mà thôi à, tôi thì được uh, sinh ra và lớn lên trong một uh, gia đình uh, cơ đốc và tôi là đời thứ tư hầu vị chúa chúa dùng ba mẹ tôi cũng là những mục sư hầu vị chúa ông bà nội ông bà ngoại cũng là mục sư hầu vị chúa và ông bà cố tôi cũng là những người hầu vị chúa và nếu mà quý vị tôi nói một vài mục sư ở tại cali như mục sư trần trọng nha là bác của tôi thì quý vị có thể biết được đó là những dòng họ của ông bà mà đã để lại cái phước hạnh cho cái đời của tôi ở trong sự hầu vị chúa cho nên tôi rất là biết ơn Chúa và biết ơn những người đã đi trước để giúp đỡ cho tôi ở trong cái sự hội vị Chúa và tôi được ba mẹ gửi vào trong trường nhạc viện học vào năm năm tuổi và tôi dành gần hầu như là 13 năm ở trong trường nhạc viện rồi sau đó thì Chúa cho tôi để có cơ hội qua Philippines để học trường kinh thánh và qua Singapore để học trường kinh thánh rồi sau đó tôi cũng được vào trường thờ phượng để học thì khi vào trường thờ phượng học thì quý vị biết rằng tôi mang lấy một cái tinh thần đó là mình vô mình học một cái trường ở nước ngoài để mình được trang bị về kỹ năng nhiều hơn. Nhưng quý vị biết một trong những cái kỹ năng mà tôi học được đó là sự phục vụ. Và phục vụ là quý vị biết điều gì không? Bài tập đầu tiên đó là tôi phải làm sao để tôi lau chùi cái toilet cho nó thật sạch và nó thật thơm để làm sao cho người ta có thể vào đó, người ta muốn ngủ ở trong đó luôn. Tôi nói tôi lộ vào lộn trường rồi, không phải là vào trong cái trường gọi là cleaning ministry, À, tôi muốn vào trong trường thờ phượng nhưng thực chất đó là một trong những cái bài học đầu tiên và giúp cho thay đổi cái con người của tôi thay đổi cái tính cách của tôi thay đổi cái phẩm hạnh của tôi thay đổi cái nhìn của tôi về một người thờ phượng nó khác với là một người chỉ dùng kỹ năng để show off hay là biểu diễn cho người khác nghe mà thôi cho nên đó là một điều rất là phước hạnh quý vị rồi sau đó thì tôi được Chúa đưa qua Úc một thời gian để hầu vị Chúa rồi trở về uh, Singapore và ở đó gần 6 năm rồi sau đó tôi về Việt Nam để học vị Chúa và năm 2018 thì Chúa đã đưa gia đình tôi sang Hoa Kỳ. Để học vị Chúa đến nay hôm nay là được 5 năm. Uh, tôi lấy làm ơn lấy lấy làm uh, lấy lòng cảm tạ ơn Chúa và biết ơn Ngài rất là nhiều bởi vì trong suốt 5 năm vừa qua khi tôi học vị Chúa ở tại Hoa Kỳ thì tôi học được rất là nhiều điều từ cái cách thức thờ phượng của các hội thánh Chúa ở tại Hoa Kỳ trước đây á, thì tôi có nghe một vài thông tin về hội thánh chúa tại hoa kỳ có thể là cái sự thờ phượng ở tại hoa kỳ nó không giống như ở việt nam nó không giống như ở nước này nó không giống như ở nước kia nhưng thưa khuyên bàn cho em tôi biết được rằng mỗi một nơi chúa đều cho chúng ta có một cái văn hóa và một cái cách để mà chúng ta thờ phượng chúa phải lẽ nhưng mà dẫu ở trong một cái môi trường nào đi nữa, dẫu ở trong một cái cách thức nào đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ ao ước trở lại với cách thức theo lời Chúa, phải không quý vị? Có đôi khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cảm thấy rất là ngọt ngào. Có đôi khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cảm thấy rất là được đụng chạm ở trong lòng của mình. Nhưng thưa quên bàn cho em, cái sự ngọt ngào với sự đụng chạm đó, đó nó chỉ diễn ra trong một cái khoảnh khắc nhất thời nào đó thôi hay là nó tiếp diễn ở trong đời sống của chúng ta. Hay nói một cách dễ hiểu hơn đó là cái sự thờ phượng nó chỉ diễn ra trong những cái khoảnh khắc sáng chủ nhật mà thôi hay là nó tiếp tục nó tiếp diễn từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ bảy làm sao để những ngày thứ hai cho đến ngày thứ bảy là những ngày chủ nhật ở trong đời sống của chúng ta nếu chúng ta không có cái sự liên tục đó nếu chúng ta không có được cái sự thôi thúc ở trong sự ca ngợi Chúa trong mọi điều trong mọi hoàn cảnh thì quên bàn xem cho cảm thấy rằng cái sự thờ phượng và sáng chủ nhật nó chỉ là một cái phao nó chỉ là một cái cơ hội để chúng ta bám lấy và chúng ta được phước chúng ta được tươi mới ngay trong khoảnh khắc đó thôi nhưng rời khỏi hội thánh rời khỏi phòng nhóm thì tất cả mọi thứ nó đều trở lại như cũ chúng ta cũng phải tiếp tục suffer chúng ta cũng phải tiếp tục tranh chiến với cuộc sống này đầy sự khó khăn và khuyên bàn cho em biết liên hệ gần gũi hơn với ban thờ phượng thì nhiều khi chúng ta suy nghĩ là ban thờ phượng thì phần lớn đó là âm nhạc và kỹ năng phải không quý vị nhưng đối với tôi, trước đây thì là như vậy bởi vì tôi tôi sinh ra và tôi được lớn lên trong cái môi trường âm nhạc. Tôi học trong nhạc viện thì sáng, chiều, tối là từ tiếng kèn, violin, viola, saxophone, trumpet, trombone, clarinet, rồi timpani, đủ thứ và nó kéo liên tục đàn harp rồi đó, liên tục ở bên tai của mình. Và mình sống với nó, nó quá bình thường rồi. Cái điều quan trọng hơn cả những kỹ năng đó là gì quý vị? Đó là linh của sự thờ phượng nó có liên tục ở trong đời sống của mình hay không? Tôi muốn cùng đến với quý anh, bà, chị em một cái phân đoạn kinh thánh rất là quen thuộc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu số 4 đến câu số 10. Nếu mà quý anh, bà, chị em có kinh thánh, xin mời mở ra với tôi. Sáng Thế Ký đoạn 22 từ câu 4 cho đến câu số 5. Tôi à, từ câu 4 đến câu thứ 5, tôi xin lỗi rồi. Tôi xin phép đọc cái phần phân đoạn kinh thánh này. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa. Thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng, hãy ở lại đây với con lừa, ta và đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Chúng ta thấy ở trong hai câu kinh thánh này, nó có một cái chữ cuối cùng đó quý vị, ta sẽ, và đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng. Đây là chữ thờ phượng đầu tiên được nhắc đến trong kinh thánh. Nó có nhiều củ lễ về sự thờ phượng những củ lễ mà chúa muốn ca in và bên dâng lên cho chúa và rất là nhiều cái củ lễ được nhắc đến trong kinh thánh trước đó nhưng quý vị đây là cái củ lễ mà Đức Chúa Trời muốn Abraham dâng lên cho chúa và ông coi nó như là một cái củ lễ của sự thờ phượng liệu trong đời sống của chúng ta đứng trong cái hoàn cảnh này khi chúng ta sắp sửa mất cái đứa con một của mình trong cái độ tuổi gần 100 tuổi và biết chắc là mình không thể nào có một đứa con khác. Và biết rằng Ngài biết được tấm lòng của chúng ta yêu Chúa. Ngài biết được tấm lòng của chúng ta trung tín với Chúa, trung kiên với Chúa. Sẵn sàng bất cứ công việc gì cho Chúa. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta dân của lễ này liệu lúc đó chúng ta có coi đây là một của lễ của sự thờ phượng hay không quý vị. Chính câu kinh thánh này, chính sự suy gẫm này, đã làm cho tâm lòng của tôi được tan vỡ ở trước mặt Chúa. Bởi vì tôi nhìn lại, tôi thấy trong những năm tháng vừa qua, khi tôi bắt đầu thờ phượng, tôi bị tập trung quá nhiều vào kỹ năng, tôi bị tập trung quá nhiều vào hình thức, tôi bị tập trung quá nhiều vào những cái gọi là cách chơi nhạc, hòa âm, phối khí, nhạc cụ phải thương hiệu này mới tốt, âm thanh phải thương hiệu này mới tốt, rồi môi trường phải đông người hát mới sống động, mới sôi động. Và khi tôi suy gẫm điều này tôi thấy rằng cái sự thờ phượng mà Abraham muốn nói ở đây nó không phải là hình thức quý vị. Nó không phải là âm nhạc hoặc nhạc cụ. Nhưng mà nó là đời sống của Abraham. Đó là mối quan hệ. Tiếng Anh tôi thích cái từ đó để đó là intimacy. Đó là cái mối quan hệ mật thiết thân mật gần gũi giữa mình với Chúa. Và nhờ cái sự thân mật gần gũi giữa Abraham với Chúa đó Ông mới có thể thốt lên cái từ thờ phượng nói lên cái obedience, nói lên cái sự vâng lời, nói lên cái sự thuận phục ý muốn của Chúa ngay trong nghịch cảnh. Thưa quý vị, tôi muốn bắt đầu bằng câu kinh thánh này để làm nền tảng cho chúng ta trong xuyên suốt cái bài học tối hôm nay. Thật ra tôi có rất là nhiều bài học quý vị về sự thờ phượng Tôi muốn sẽ qua những cái môn học mà tôi thường hay giúp cho các hội thánh Chúa ở trong liên hội Baptist hiện tại là mỗi một hội thánh như vậy có khoảng từ 9 đến 10 buổi. Và 9 đến 10 buổi thì nó bao gồm những cái môn học. Như là tối hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua cái môn về khái niệm về sự ngợi khen và sự thờ phượng. Rồi môn thứ hai nếu mà chúng ta có cơ hội trong tương lai chúng ta học về tấm lòng và phong cách sống của người thờ phượng. Nó không phải chỉ ở trong cái nhận thức của chúng ta, nó không phải chỉ ở trong cái 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 nhận biết của chúng ta mà thôi nhưng mà nó phải ăn sâu vào trong tiềm thức của mình nó phải làm cho chúng ta thật sự sống với nó thật sự trải nghiệm với nó và chúng ta phải apply nó phải áp dụng nó vào trong đời sống của mình nó được thể hiện qua những cái khía cạnh như đôi mắt của chúng ta cái cách chúng ta nhìn ở trong cái đôi mắt thuộc thể cách chúng ta nhìn ở trong cái đôi mắt thuộc linh cái nhìn thuộc linh hoặc là nó thể hiện qua cái tấm lòng của chúng ta đối với Chúa hoặc là nó thể hiện qua cái lưỡi môi miệng của chúng ta những lời chúng ta nói ra như thế nào có đem đến sự gây dựng có đem đến sự kích lệ hay không? Hoặc là cách mà chúng ta dâng hiến cho Chúa cũng vậy. Rất là nhiều hành động nó nói lên sự thờ phượng chứ nó không phải chỉ là âm nhạc mà thôi quý vị. Rồi môn học thứ ba cho chúng ta hiểu được về cái sự tự do thật ở trong sự thờ phượng. Đối với tôi cũng xuất thân từ môi trường truyền thống từ Khmer. Tôi được sinh ra và lớn lên ở trong nhà thờ Trương Minh giảng ở tại Việt Nam. Và quý vị biết rằng nó hình thành rất là nhiều cái 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 văn hóa và cái cách mà chúng ta thờ phượng ở trong CMA. Và tôi rất là trân trọng điều đó bởi vì đối với tôi không phải vỗ tay mạnh, không phải dơ tay lên, không phải nhảy múa thì mới là tự do. Nhưng cái sự tự do nó nó xuất phát từ bên trong lòng của chúng ta. Nó có trở thành một cái dòng sông của sự sống nó trào ra bên ngoài hay không quý vị? Đôi khi bên ngoài tự do, bên ngoài mạnh mẽ lắm. Nhưng mà bên trong nó là một mớ hỗn độn nó đầy sự cay đắng, nó đầy sự mệt mỏi, nó đầy sự tức giận, nó đầy sự ganh ghét và nó làm cho lòng của chúng ta cảm thấy bị ngăn trở khi chúng ta chạy đến với Chúa. Cho nên cái hình thức bên ngoài đối với tôi nó không có quan trọng cái việc. Quan trọng là ở bên trong lòng của chúng ta. Và chúng ta cũng thể hiểu được là follow và Sheila khi họ ở trong tù. Tại sao họ họ biết sử dụng cái vũ khí của sự ca ngợi? Họ hát ca ngợi Chúa chứ họ không phải đọc lời Chúa hay là suy gẫm và chính sự ca ngợi đó chúng ta thấy quyền năng của đức chúa trời đã bày tỏ khi họ bắt đầu ca ngợi thì tôi thích lời chúa ghi rất là rõ là nền ngục liền rung động và khi nền ngục rung động thì khiến cho viên cai ngục họ hoảng sợ họ kinh sợ bởi vì công việc lạ lùng của đức chúa trời đã làm qua sự ca ngợi chúa ở phalo và Sila và họ đã tiếp nhận chúa và không những chỉ một mình ông tiếp nhận chúa nhưng mà chúng ta có nhớ là bao nhiêu người không quý vị cả gia đình của viên cai ngục đó đã trở lại tiếp nhận Chúa. Cho nên quý vị thấy một cái sự thờ phượng mà nó mang lấy năng quyền từ nơi Chúa ban cho, nó có ơn của Chúa, nó có sự sức giàu từ nơi Chúa. Thì chính những cái điều đó nó sẽ làm cho âm nhạc đó đem đến sự biến đổi cho lòng người thờ phượng Chúa. Và chính âm nhạc đó cũng trở thành một lời chứng sống quý vị, một kỹ năng sống để bày tỏ mục đích Chúa trời hằng sống đang sống đồng và đang hành động trong đời sống của mình. Thì những người chưa tin, họ nghe cái âm nhạc thờ phượng nó sẽ có sự khác biệt rất lớn đối với những âm nhạc giải trí. Rồi chúng ta có thể đi sâu hơn vào một cái môn đó là môn về âm nhạc thỏa ban đầu. Chúng ta hiểu được về âm nhạc, có nhiều người hỏi tôi là à, nhạc đời xuất phát từ đâu và nhạc thánh từ đâu mà có? chúng ta sẽ hiểu được rằng tất cả những kỹ năng ngay từ ban đầu mà Đức Chúa Trời ban cho ai quý vị ban cho Lucifer là một trong ba vị thiên sứ trưởng ở trên thiên đàng. Có thiên sứ Michael, thiên sứ Gabriel và thiên sứ Lucifer. Lucifer đó là được nhận lấy sự xích giàu và ơn của Chúa và kỹ năng âm nhạc để hướng dẫn thiên binh thiên sứ ở trên trời cùng hòa lòng trong sự thờ phượng Chúa làm vinh hiển danh Chúa với một mục đích để phục vụ mục đích Chúa Trời toàn năng là cha. Và quý vị biết bởi sự kiêu ngạo mà chúng ta thấy ở trong khải quyền đã khiến cho Lucifer đem mình trở nên kiêu ngạo và nói rằng ở trong Ê sai nói rằng nó muốn đem nó trở nên giống đấng rất cao. Và đó là lý do mà tôi nói về chính tôi trong quá khứ quý vị. Hầu hết những người chơi ngạt ít nhiều gì chúng ta cũng có những mầm móng của sự kiêu ngạo phải không quý vị? Tôi nói điều này để tôi muốn nói về chính tôi cũng như là một sự nhắc nhở cho chúng ta là những người chơi nhạc thưa quý vị rất dễ tại vì sao chúng ta solo một câu chúng ta đánh một hợp âm chúng ta làm được cái điều gì đó trên một nhạc cụ nào đó và chúng ta feel good và chúng ta muốn mọi người để ý vào chúng ta thì đó là những cái mầm móng của sự kiêu ngạo chúng ta không muốn để danh chúa được vinh hiển ở trên cái kỹ năng của mình Chính vì thế cho nên ma quỷ nó xen vào những cái điểm yếu của chúng ta đó, nó cám dỗ chúng ta và làm cho chúng ta mất đi cái nhận định đó là chúng ta phải quy về sự vinh hiển cho Chúa. Chính vì thế cho nên nó làm cho những người chơi nhạc khi mà họ không có còn chịu phục nhau, họ không có còn chịu đến với nhau, họ không có còn chịu nắm tay nhau, họ không còn chấp nhận lẫn nhau nữa, thì bắt đầu có những sự xung đột xảy ra và phần lớn tôi đi rất nhiều hội thánh quý vị và những ban thờ phượng trong các hội thánh đều có vấn đề hết và cái vấn đề đặt ra là không có đồng ý lẫn nhau không có chịu chấp nhận lẫn nhau rồi một người một level khác nhau tôi tìm ra được một trong những bí quyết mà tại sao mà những người anh chị em trong ban thờ phượng lại cứ xung đột với nhau lại chứ gặp khó khăn với nhau trong mối quan hệ là bởi vì chúng ta quên đi một mục đích chung ở trong sự thờ phượng. Đó là dẫu chúng ta có ở trong lĩnh vực nào, chúng ta có ở trong nhạc cụ nào, chúng ta có ở trong kỹ năng nào, chúng ta ở trong cấp độ nào đi nữa, thì ai trong chúng ta đều trở thành những chi thể ở trong một thân thể của Đức Chris để xây dựng thân thể của Ngài khi chúng ta cùng thờ phượng Chúa. Và mục đích là để làm vinh hiển nhân Chúa. Chính vì thế, cho nên ma quỷ nó đã đánh mất cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bao trùm ở trên cái âm nhạc của Lucifer ngay từ ban đầu và bắt đầu khi nó chống lại Đức Chúa Trời thì lúc đó âm nhạc nó không còn là âm nhạc của sự ca ngợi Chúa nữa lúc đó nhạc đời ra đời âm nhạc tôn cao điều này âm nhạc tôn cao điều kia chứ không phải tôn cao Chúa nói như vậy thì không phải là tôi kêu quý vị về nhà bỏ nhạc đời hết khi chúng ta có cơ hội đi sâu vào trong cái môn học đó thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có sự thảo luận nhiều hơn nhưng mà cho chúng ta hiểu được rằng chúng ta ưu tiên cho những điều nào có giá trị đời đời hơn là những điều có giá trị tạm thời ở trên đất này chính vì thế cho nên đó là đó là cái cái giá trị và ý nghĩa của cái môn học âm nhạc thở ban đầu rồi sau đó chúng ta có thể đi đến một cái môn học kế tiếp đó là âm nhạc về chiến trận cái âm nhạc mà ở trong hội thánh chúa đó quý vị Tôi tin chắc rằng khuyên bàn chị em không phải đàn lên để cho mọi người thưởng thức phải không? Nếu muốn thưởng thức thì mua một cái vé cho nó đáng đồng tiền đi vô Paris Banai hay là Asia hay là những cái chương trình ca nhạc tạp kỹ ở bên ngoài đó để nghe nó có giá trị hơn. Nhưng mà cái âm nhạc mà thờ phượng ở trong hội thánh chúa là âm nhạc để tôn cao chúa, âm nhạc để thờ phượng, chứ không phải âm nhạc để giải trí. Chính vì thế cho nên nó trở thành những âm nhạc của chiến trận để chúng ta có được cái vũ khí của âm nhạc đó và chúng ta muốn đánh trận với Lucifer với kẻ thù của chúng ta thì chúng ta phải có sự sức dầu của Chúa ở trên âm nhạc đó. Còn nếu không thì chúng ta không có cách nào mà chúng ta vượt qua được cái kỹ năng của Lucifer là một người chơi nhạc một vị thiên sứ chơi nhạc gọi là đại tài đại ba xuất chúng lắm quý vị. Không có một người thầy nào giỏi ở trên đất này mà có thể chơi nhạc hay bằng Lucifer đâu nếu mà chúng ta học ở trong trường kinh thánh thì chúng ta có cơ hội đi vào trong những cái cái gọi là thần học về thiên sứ Lucifer đó thì chúng ta sẽ thấy từng cái cử chỉ, từng cái hành động, từng cái nháy mắt của Lucifer nó sẽ tạo ra những tiếng xylophone. Chúng ta ai con em chúng ta học đàn xylophone đó, đó hoặc là những cái hơi thở của Lucifer tạo nên những tiếng flit. đó hoặc là những cái bước chân của Lucifer tạo nên những cái rhythm, những cái beat để hòa vào trong sự thờ phượng, tuyệt vời lắm quý vị. Cho nên khi chúng ta sử dụng âm nhạc mà chúng ta cứ chú trọng vào kỹ năng, chúng ta cứ chú trọng vào cái kỹ thuật mà chúng ta quên đi rằng chúng ta cần âm nhạc được Chúa ban ơn và được sức giàu, nó đến từ cái đời sống thờ phượng của chúng ta, nó đến từ cái thói quen ca ngợi Chúa của chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể nào có thể chiến thắng ở trong cái chiến trận thuộc linh đó. Rồi chúng ta có thể đi sâu hơn một chút về những cái môn học như là Leadership and Team Development in Worship. Đó là sự lãnh đạo và cách phát triển theo đội thờ phượng. Chúng ta một cái đàn guitar một mình thì đơn giản lắm. Chúng ta muốn đánh sao cũng được, làm việc sao cũng được, kế hoạch sao cũng được, schedule sao cũng được. Nhưng khi chúng ta có hai, ba người là tự nhiên có vấn đề. Tại sao quý vị? Tại vì hai chữ teamwork. Và trong cái teamwork á, nó có những cái người CEO, nó có những người manager, nó có những người co-worker, nó có những người staff, đó, hoặc là những member. Thì ở trong cái thứ tự, ở trong sự thờ phượng, nó cũng có đâu quý vị. Đối với tôi, một cái bài học rất là lớn mà tôi học được, đó là cái người mà có cái quy quyền thuộc linh trên hết ở trong hội thánh chúa trong cái giờ thờ phượng. Lúc trước tôi nghĩ đó là một sư thờ phượng. Tại vì tôi học về Chúa trong lĩnh vực thờ phượng Và tôi nghĩ mình được trang bị về âm nhạc Mà cho nên mình giỏi nhạc hơn một sư quản nhiệm Cho nên là nhiều khi một sư quản nhiệm đưa ra những cái suggestion Hay những cái đề nghị gì đó Thì tôi nói không, tôi phải làm theo ý của tôi Phải tôn trọng ý của tôi Nhưng mà quý vị biết nhiều lần như vậy Tự nhiên có như khi tôi được Chúa nhắc nhở Đó là trong một bài chiên đó Chỉ có một người chăng mà thôi và cái người chăn đó có trách nhiệm cho cái chất dinh dưỡng của bài chiên cho những cái thức ăn của bài chiên và trước mặt Chúa người chăn đã được trao một cái quyền thuộc linh để hướng dẫn cả hội thánh trong đó có những người staff trong đó có những người mục sư trong đó có những người truyền đạo và cái điều quan trọng đó là chúng ta biết rằng sự vâng lời tốt hơn của ta lễ sự nghe theo tốt hơn mở chiên được và Chúa nhắc cho tôi một câu kinh thánh nữa trong gia cơ đoạn 1 câu số 20 Hãy mau nghe chậm nói chậm giận Vì cơn giận của là người không thực hiện được sự công chính của Đức Chúa Trời Chính vì thế cho nên những cái điều đó giúp cho tôi trở lại Và tôi chậm lại một chút Và cảm ơn Chúa khi tôi càng có cái sự thuận phục Quý vị biết nó không phải là ở chỗ chúng ta giỏi hơn người khác bao nhiêu Nhưng ở chỗ chúng ta nhận biết được điều Chúa muốn chúng ta làm chính vì thế cho nên ở trong cái thiên quốc cho chúng ta trong cái cái môn học về sự lãnh đạo và các phát triển theo đội thờ phượng nó cho chúng ta hiểu được về cái trật tự ở trong sự thờ phượng và chúng ta hiểu được một sự quản niệm là người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa ở trong cái giờ thờ phượng đó rồi sau đó đến người hướng dẫn thờ phượng, rồi ban thờ phượng worship team uh, ban xong rồi những người technical nữa quý vị, những người chỉnh âm thanh, những người ánh sáng, những người media cũng part of cái worship team cũng được include và trong worship team cũng được bao gồm và trong đội thờ phượng. Tại vì sao quý vị? Ai trong chúng ta đều như nhau được Chúa dùng như nhau ngày không có con cưng quý vị. Và ai trong chúng ta đều cố gắng hết sức để dâng lên Chúa những cái của lễ tốt nhất qua những kỹ năng mà Chúa ban cho chúng ta. Chính vì thế, cho nên nếu mà quý ông bà chị em chưa có cơ hội để bao gồm những người trong ban âm thanh, bao gồm những người trong ban media ánh sáng và trình chiếu vào trong ban thờ phượng thì quý vị hãy kêu gọi họ cùng cầu nguyện với chúng ta trong cái thời gian đầu giờ trước khi chúng ta bắt đầu thờ phượng rồi nó còn hai ba môn sau đó nói về một chút về thần học cơ bản của sự thờ phượng và nói về cái điều quan trọng cái môn học cuối cuối cùng đó là à, sự cứu chuộc nền văn hóa qua sự thờ phượng quý bạn cho em biết là có nhiều khi có nhiều hội thánh được chúa có cơ hội đi qua Indonesia cơ hội đi qua úc cơ hội đi qua Singapore đi rất là nhiều nơi xong rồi tự nhiên cấp qua Hàn Quốc nữa xong rồi cấp nguyên xi những cái gì của đất nước họ về cho người Việt Nam của mình nó có thể nó quá cao nhưng mà nó chỉ là temporary thôi quý vị nó chỉ là tạm thời thôi tại vì cái đó là những cái phương tiện mà Đức Chúa Trời ban cho đất nước của họ để ngày phấn hưng đất nước của họ để ngày giúp đỡ cho họ theo cái văn hóa của dân tộc họ nhưng mà người Việt Nam mình, chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta không bắt chước bất cứ một người nào. Nhưng chúng ta hãy thờ phượng theo lời Chúa. Chúng ta có một cái nếp sống thờ phượng liên tục với Chúa, một đời sống liên tục với Chúa. Thì quên bạn chị em sẽ thấy rằng, nó giúp cho con người Việt Nam nhận được cái sự ban ơn, cái sự sức giàu của Chúa và cái sự mặc khải theo cái cách của Chúa để Ngài phấn hưng người Việt Nam qua sự thờ phượng nãy giờ tôi mới giới thiệu không với quý vị <laughs> nhưng mà quý vị thấy đó đó là những cái tiến trình mà chúng ta nếu có cơ hội chúng ta học về sự thờ phượng thì rất là phước hạnh ở trong trường kinh thánh của người việt mình thì không có những cái sự đầu tư nhiều vào trong cái những cái chuyên đề về sự thờ phượng cho nên chúng ta đa phần là chỉ học về lịch sử của sự thờ phượng lịch sử kinh thánh ở trong sự thờ phượng đó là chúng ta hiểu biết về lý thuyết thôi nhưng không có cái cơ hội để trải nghiệm vào trong cái đời sống thờ phượng và cách để chúng ta có thể làm việc teamwork ở trong cái mục vụ thờ phượng và phát triển cái mục vụ thờ phượng ở trong hội thánh chúa chính vì thế cho nên cảm ơn chúa là chúa cho chính thức là từ năm rồi thì tôi đặt trách về âm nhạc và thờ phượng ở trong liên hội baptist bắc mỹ và Chúa cho tôi được có cơ hội để tiếp cận với tất cả các giáo sư ở trong trường Kinh Thánh thì họ đồng ý bắt đầu À, trong năm nay trở đi thì chúng tôi sẽ cậy ơn Chúa để bắt đầu một cái 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 trường online một cái chuyên mục online để có thể hỗ trợ cho những quen bàn chị em nào là những người muốn học về sự thờ phượng được trang bị về kỹ năng về âm nhạc và bên cạnh đó cái điều quan trọng hơn cả cái điều đó nó là về lời Chúa về lẽ thật của sự thờ phượng để chính người anh chị em đó sẽ trở về Hồ thánh địa phương và không phải chỉ phát triển kỹ năng không phải chỉ phát triển âm nhạc thôi nhưng mà phát triển cái mục vụ thờ phượng đó ở trong hội thánh chúa cho nên ngày hôm nay tôi muốn đến với quyên bàn em một cái chủ đề đầu tiên đó là khái niệm về sự ngợi khen và sự thờ phượng trước khi tôi đi vào trong cái chủ đề này phần chủ đề này thì cũng chỉ là ngắn mũi trong phần còn lại thôi quý vị nó không quá dài đâu cho nên quý vị yên tâm <laughs> à, quý vị có những câu hỏi nào không À, chúng ta có thể đặt ra trong cái lúc này chúng ta sẽ nghỉ khoảng vài giây trong cái việc tôi nói để quý vị có thể đặt câu hỏi nhà hội thánh được khiêm tốn lắm quý vị có à, hỏi có những cái khó khăn nào khi quý vị làm việc ở trong ban thờ phượng chúng ta coi nhau như gia đình đi quý vị nhà hoặc là quý vị là những người đứng ở dưới thờ phượng quý vị gặp khó khăn nào hoặc là quý vị có những cái trăn trở nào ở trong lòng của mình cho ban thờ phượng quý vị có thể đặt những câu hỏi và tôi với quý đệ tử chúa các mục sư ở đây có một sư ngô một sư huyên sẽ cậy ơn chúa để giúp đỡ cho quý vị À, xin hỏi mục sư là qua cái sự nhận xét của mục sư về các hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ, yeah. mà cũng không biết về bên Canada nhiều. Có một sư nhận xét thế nào về cái, uh, cái cái cung cách thờ phượng của các hội thánh ở Việt Nam nói chung có những cái có những cái điều gì mà thật sự cần phải sửa đổi từ trong cốt lõi chứ còn cái bên cái mà cái sơn ở bên ngoài cho nó đẹp hơn kia thì kia sẽ ok nhưng yeah. mà cái sườn cái sườn nó không vững thì ông một sư cho biết cái sườn nó không vững ở chỗ nào? Dạ, yeah. cái sườn nó không vững ở chỗ là chính những anh chị em đứng ở trong ban thờ phượng họ chưa có cái sự thờ phượng liên tục với Chúa. Tại yeah. vì nói một cách dễ hiểu để quý bàn chị em có thể nhận diện được đó là chúng ta không thể nào đưa dân sự đến một cái nơi mà chúng ta không thường xuyên ở trong đó và cái cách thờ phượng mà chúng ta từ xưa đến bây giờ là hát một bài hát và enjoy cái âm nhạc đó nó là đúng và nó là một cái cách thờ phượng của hội thánh việt nam tinh lành việt nam của chúng ta từ xưa đến bây giờ nhưng khi tôi được chúa cho vào trong trường thờ phượng để học á, thì tôi mới thấy được nó không phải chỉ là những bài hát không tôi bởi vì bài hát không biến đổi được con người quý vị nhưng mà cái con người mà hướng dẫn cái bài hát đó họ có một cái đời sống thờ phượng họ có một cái mối liên hệ giữa mình với chúa mật thiết thì khi họ list cái bài hát đó đó tự động cái sự sức dầu và ơn của Chúa cho cái người đó đó không cần âm nhạc cầu kỳ quý vị không cần ban nhạc rầm rộ đâu nhưng mà cái âm nhạc có sự sức dầu đó nó sẽ làm cho con dân Chúa được sự đụng chạm họ họ nhận biết được cái cái sự hiện diện của Chúa ngay lập tức quý vị cho nên đó là cái điều cốt lõi đầu tiên mà tôi ao ước nó trở thành cái 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 cưu mang trong lòng của tôi ao ước muốn chia sẻ những cái tâm tình của một người thờ phượng đối với những anh chị em nào mà lead worship hướng dẫn thờ phượng hoặc là chơi nhạc ở trong ban thờ phượng. Dạ. Yeah. Cho nên là cũng cần phải được trang bị về lời Chúa đối với những người góp phần vào trong ban thờ phượng. Dạ. Yeah. À xin hỏi à, mục sư, à, mục sư nói thờ phượng liên tục có nghĩa là thờ phượng ngài Chúa Nhật nhưng mà mục sư nói là thờ phượng như ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì cái sự liên tục đó như thế nào mục sư có thể giải thích cho hiểu được không ạ à? dạ mình sẽ đi vào bài học và ngày hôm nay đó cô julie mình bài ừ. ngày hôm nay đó là khái niệm về sự ngợi khen và sự thờ phượng thì chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn nó không phải chỉ là âm nhạc tại vì đối với những người mà không biết nhạc không hát hay thì làm sao mình thờ phượng được phải không ạ à? dạ tí dạ, nữa đúng. có những câu trả lời <laughs> cho quý vị dạ. dạ không có câu hỏi dạ mục dạ, sư Ờ, dạ không có câu hỏi gì nhưng mà muốn nghe một sư uh, hát một bài đàn hát một bài để dẫn chúng tôi vào thông ký tinh thần thờ phượng uh, ờ <laughs> nghĩ là cảm ơn sẽ... Dạ, tôi sẽ cố gắng uh... dạ. sẽ tạo nên một cái um, không khí của sự thờ phượng qua, qua cái đời sống mà chúa đã uh, chúa đã huấn luyện sư dạ cảm ơn sư cảm ơn mục sư rất là nhiều tôi hứa được thờ phượng với quý bạn chị em à, chúng ta sẽ cùng thờ phượng chú một bài hát uh, rất là quen thuộc đó là uh, dân lòng biết ơn quý vị có biết bài đó không ạ? À? xin dân cha tạo ra muôn loài trái tim yeah. cho dân ngày dạ yeah, vâng yeah. <laughs>

Vâng cho tàu ra bến đỗ trái tim xin xin lắng nghe một sư hán không bao giờ nhà phá dù tháng năm đổi thay về cùng cha tôi lối xưa cứ tham chúa hiền những cái yêu trong chúa những kẻ khó được giàu gần chúa Giêsu yêu thương Yeah. Okay. Đó, đó, quý vị có câu hỏi tiếp không ạ? Quý vị có câu hỏi, quý vị có thể đưa lên. Một sư cho mấy phút nữa được hỏi. Chắc. Yep. Những điều tôi chia sẻ với quý bạn chị em, chúng ta có amen, có đồng ý với những điều đó không quý vị? Amen. Dạ yeah, cảm ơn chúa cảm ơn quý vị.